Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món bánh bông lan nướng. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Về phần nguyên liệu, các bạn chuẩn bị 130g bột mì, 100g đường, 20g bột bắp, 3 muỗng canh sữa, 2 muỗng canh dầu ăn, 1/2 muỗng canh nước cốt chanh và 1 ít muối. Và sau cùng là 5 cái trứng gà. Trứng gà, chúng ta tách lòng trắng và lòng đỏ riêng. Lòng trắng chúng ta cho vào một ít muối và nước cốt chanh, đánh bông cho cứng lên là được. Lòng đỏ chúng ta đánh tan, sau đó lần lượt cho bột, sữa tươi, dầu ăn vào đánh cho tan lên.
Chúng ta lần lượt cho lòng trắng vào thau bột và trộn đều lên. Chúng ta bật lò nướng 370 độ F cho nóng lò. Sau đó chúng ta lót giấy nến vào khuôn, thoa ít dầu ăn và chúng ta cho bột vào. Nướng cách thủy thì bánh sẽ mềm và ngon hơn. Chúng ta cho sửng ngoài to hơn, cho vào khoảng 1/3 nước và để sửng bột vào trong đem đi nướng. Chúng ta nướng cho đến khi bánh vàng đều, dùng tăm xiên, nếu tăm không dính bột là bánh đã chín. Thank you.
Chúc tất cả mọi người làm món bánh bông lan nướng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.